Xin chào tất cả mọi người, mình là Icy Fox. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Và như các bạn cũng đã thấy ở trong trận đấu của ngày hôm nay, mình sẽ gặp Aleister, là một tướng cực kỳ là khó chịu luôn. Nhưng bên kia thì cũng có các vị tướng khác khó chịu không kém, như là chúng ta sẽ có Florentino này. Nhưng mà ông này hết hoa rồi. Ok. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau xem là trận đấu này mình sẽ chơi như thế nào nhé. Đội hình team bên kia thì cũng khá là dị khi mà pick tới hai xạ thủ lận. Cái pha này hơi tiếc là mình ném xịt này. Và sau đó mình sẽ rút lui và tiến thẳng lên trên này để bắt được thanh niên Hayate đang yêu máu. Rồi quay trở lại để cấu rỉa vào Violet tiếp. Ok ok, thanh niên này thế nào cũng rút lui về thôi. Nhưng mà lại bị Aleister khóa mất rồi. May là Aya vẫn giết được thanh niên Violet thì mình kêu. Và đây chính là cái điểm khó chịu ở trong trận đấu này, là chúng ta sẽ khá là hạn chế trong việc áp sát khi mà chúng ta có Aleister ở đó. Và nếu như các bạn đi gank thì chúng ta chỉ cần là để ý vị trí của Aleister thì chúng ta hoàn toàn có thể áp sát bình thường. Ví dụ như pha này chẳng hạn này, mình hoàn toàn có thể làm dí theo để bắt Violet rất là hoàn hảo luôn trong cái pha đấy. Những cái phát cào rất là đau đến từ bộ trang bị song kiếm của mình. Ngoài ra thì trong phần bảng ngọc thì mình cũng có gắn thêm 3 viên tỷ lệ chí mạng. Vậy nên thi thoảng thì các bạn cũng thấy là mình sẽ cao hoặc là đánh thường ra chí mạng thì cũng đỡ phải băn khoăn nhá. Ok, 200 vàng, có sự hỗ trợ của Aya, linh đạn này. Trước cuối 2-1. Ok, linh đạn của thấy bay hơi chậm, thành ra là cũng không có kịp làm gì cả. Ok, một pha nhảy rất là đẹp. Nhưng thằng kia tốc biến đi vất về, mất tiêu rồi. Sắp tới vào ngày 6 tháng 2, Lily sẽ được ra mắt bộ trang phục Lưu Thủy Thần Long, là một bộ trang phục Tết Nguyên Đán 2024 rất là đẹp. Tuy nhiên thì so sang với cả bộ trang phục Way thì mình thấy Way vẫn là bộ trang phục đẹp hơn rất là nhiều. Vậy nên thì nếu bạn nào đang có nhu cầu tìm mua những nick có bộ trang phục Way thì hãy bình luận và cũng như là liên hệ với mình để mình có thể giúp cho các bạn tìm những nick có bộ trang phục Way ưng ý nhất nhé. Ví dụ là các bộ trang phục có phụ kiện cực quang này thì mình cũng đang có rất là nhiều để cho các bạn có thể sở hữu và chơi vào trong dịp Tết này. Mình sẽ đảm bảo uy tín cho mọi người, nếu như có bất kỳ vấn đề gì xảy ra với ác thì sẽ được bên mình hoàn 100% giá trị nha. Vậy nên cứ yên tâm vào Icy Fox nhé. Liên hệ như thế nào thì mình sẽ để ở dưới phần bình luận nha. Trận này với việc team kia pick cái dàn tướng địch máu rất là mỏng nên mình cào cũng rất là dễ nữa. Đây rồi đây, Hayate lên ốp, chưa chết kìa. dí luôn, hồi chiều cuối, lần này thì lên thớt rồi. Tiếp tục là dí theo. Ôi, ông này hồi máu, ném trượng rất là thấm nhưng vẫn lên thớt thôi. Giáp phục Q. Quả đấy công nhận là, thực ra là mình phải công nhận là quả đấy là ăn may. Tại vì mình cũng không nghĩ là quả đấy là Florentino dí ghê như thế luôn á. Không sao, 7 mạng rồi. Oh, Aleister bị cái gì này. Oh, thôi, xin cái trụ nữa là xong. Quả đấy mình tính là lao vào cào Aleister nhưng mà lại có team địch mình hỗ trợ. 2-1. Không chết kìa. Còn đúng một xíu thôi ạ. Cái pha đấy bình thường nếu mà mình lên cái trượng bùng nổ là chắc chắn quả đấy ngộ không ngỏm là cái chắc rồi. Ôi trời ơi, Phở Lo ơi, không ném được hoa. Bá đạo, đi về thôi, yếu máu rồi. Và hiện tại thì mình cũng đang lên trượng bùng nổ rồi. Bởi vì các bạn cũng thấy được là khi mà về thời điểm cuối game thì bắt đầu rất là khó để mình có thể cao. Kiểu chúng ta sẽ gặp phải ngũ không rất là xanh này, hoặc là Florentino, các bạn cũng thấy được cái pha vừa rồi mình lao vào cao đánh rất là ghê gớm luôn. Thôi xong Roker rồi. Tính ra lâu lắm rồi mình thấy có Roker pick vào đây đấy. Lên thớt này, 2-1. Rồi, double kill.
May là anh Ngộ anh không có núp ở gần đấy đấy, chắc là cũng đang đi farm để hồi máu rồi. Tại vì thông thường khi mà chúng ta yếu máu thì nếu mà chúng ta có thể ạ, có trường hợp tức là chúng ta có khả năng ạ, thì các bạn hãy đi farm những cái con quái, con bùa để chúng ta hồi lại máu nhá, chứ không nhất thiết phải biến về đâu. Như vậy là chúng ta sẽ vừa có thể là hồi năng lượng, vừa hồi mana, vừa hồi máu mà chúng ta cũng vẫn có thể là đi farm có vàng. Còn trường hợp thì cái farm này các bạn cũng thấy được là mình không còn cái gì để farm cả, thì mình có thể biến về. May là trận này chơi cũng rất là suôn sẻ. Không có ai trong bụi. Ôi, vừa mới nói không có ai xong cũng ngộ ra luôn. Trận cuối 2-1 này đánh thương. Double kill. Vẫn cố mình nhét được thêm 2 phát đánh thương nữa, ăn được 2 mạng nữa này. Còn lại để cho team xử lý thôi. Rồi, tôi đã quay trở lại rồi đây. Bây giờ là sẽ lên, biết đâu là thấy rừng đang chuẩn bị ăn con rồng thì phải. Nhưng mà vừa mới ăn tà thần xong. Thôi xong rồi đấy, thấy combat thiếu người thì bất ổn rồi đấy. 2-1 có mạng của Violet luôn, rút lui, có ngũ không. Cái này có 2 te và ngũ không này. Thế là mình vẫn không dám lao vào cào. Chứ bình thường quả đéo không có không là mình lao vào cào ấy rồi. Nhưng mà bù lại chúng ta có mạng của ngộ không. Úi trời ơi, hai tệ ơi. Nghịch dại quá. Ra xong bị luôn Roker đẩy cho quả ngọt. Quét sạch từ này. Ok, và đây cũng là đến combat cuối cùng của team mình rồi. Và cũng là kết thúc trận đấu ở đây thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình nhé. Đừng quên là bấm nút like cũng như là bấm nút đăng ký kênh. Và nếu như các bạn đang có nhu cầu mua ác thì hãy liên hệ với mình nha. Bye bye, hẹn mọi người ở những clip tiếp theo.